Chịu bạn. má. Bạn Thanh thì Em rất là hài lòng cho độn thở này, vì nó làm thì cái thì không phải sống như trước kia ở trên nhà em nữa, nên là em rất là vui cho anh. cháu thật sự cháu được căn nhà như ngày hôm nay là cũng là nhờ tất cả các bác các cô các chú và các mạnh thường quân hỗ trợ, đặc biệt và người mà đặc biệt nhất là Cảm ơn anh Tuyên rất là nhiều. Anh đã không ngại đường xa xa xôi, đường lên nhà mà bọn em thì nhà anh xá thì rất là... Xin mến chào cô bác anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Tuyên. Hôm nay thì như lời chia sẻ của chú Bí Thư là căn nhà đã được hoàn thiện và hôm nay Tuyên đến để kiểm tra và xem là còn thiếu những cái hạng mục nào để có thể làm hay không. Như Tuyên đã nói trước đó thì căn nhà của em Xá sẽ làm theo từng bước đúng với các quy trình của Tuyên đã định ra. Và theo như kế hoạch của Tuyên làm thì sẽ là sau khi làm xong thì Tuyên sẽ thanh toán một thể. Làm như thế thì thứ nhất là mình có thể nhờ được các anh em thợ làm thêm những cái hạng mục khác mà quay ghi hình đến đâu thì các bác copy đến đâu thì Tuyên sẽ sửa đến đó để xe để cho căn nhà của em Sáu có thể hoàn thiện hơn. Và hy vọng là hôm nay Tuyên ghi hình thì cũng sẽ có thêm được những cô bác anh chị và quý khán giả góp ý thêm cho hai anh em. Còn bây giờ thì em thím chào các bác đi, anh em mình sẽ cùng đi xuống. Cháu xin chào tất cả các cô, các bác, các anh chị em và các mạnh thường quân ạ. Anh em mình là đồng hành với nhau từ đầu làm Vâng. căn nhà của em Xá nên là anh em mình sẽ cùng nhau kiểm tra xem là còn thiếu những cái gì. Thôi đi Vâng. xuống đi. Muốn là nó bố như thế vậy. Chút sáu ơi. Sao mía lại buộc kiểu này? Cái này buộc lại kiểu như là có cái mấy cái sâu sâu ấy, nên là À chưa xong. con dày nâu. Vâng. Mía là con dày nâu nó hay bám vào cái lá. Với lại mình buộc lên như thế để mình vun cái gốc cho dễ. Vâng. Đất này khá là hợp với trồng mía nhỉ. Vâng ạ. Nhưng mà anh thấy trồng ra không có bán được thì cũng hơi hơi vất cho người dân. Vâng, cái này chỉ trồng thì Như này các bác ạ, ở đây thì trồng thì được, chăm sóc được. Nhưng mà đến lúc nên thu hoạch, nên bán thì lại không có bán được. cái này chỉ ra chợ mang ra chợ bán thôi, còn không thì ở nhà chẳng có ăn đấy, Tức là mình tự tự vác tự vác ra chợ bán. vâng. Lắp cửa vào lại chưa? Rồi anh ạ. Cửa lắp vào lại hết rồi các bác ạ. Sáng đang ồn ào gì trong nhà đấy. Đây là cái phần bếp bếp nhé các bác nhé. Bây giờ Tuyến sẽ ghi hình cho các bác xem. Không nghịch xe nhá. Biết đi chưa? Thanh biết đi chưa? Hả? Biết đi chưa? Quay về đây chào các bác nào. Lâu lắm không gặp Thanh rồi. Cháu chào các bác. Bạn Thanh thì các bác ạ, đây rất là nhỏ nhưng mà nghịch. Biết đi chưa? Không, chị dính ở thì không bảo chị dính dậy. Bây giờ chị dính đi rồi không ai dậy rồi. Chơi đi nhá. Đây Tuyên sẽ ghi hình cho các bác xem một cái nền nhà của em Sáng. Sáng về đây. Cái chậu này anh em chưa lắp à? Nhưng mà cái chậu này anh em định lắp ở đâu? Đây em. Vừa không? Tháo hộp ván là vừa đúng không? Được. Không, ở đây không để lối thoát nước à? Bé bé gì đó. Không, nó ở ngay cái cây này thì mình lấy sạc em mình chọc một ít phần của chúng ở dưới này có cây chuối. Đây cây chuối như này à? Cái này là cái lỗ bếp ga nha các bác nhá, cái lỗ để mình lắp cái dây van ga các thứ đấy. Đây này đấy, anh Bí Thư cũng rất là tâm lý chuẩn đấy. Xá chào các bác đi nhỉ. Chào tất cả các bác, cô xuống đây với chị và các bạn được quan lãnh phúc ạ. Hầu xem ạ. Đây các bác ạ, ba anh em đang có mặt tại cái căn bếp của em Xá. Thì với cái không gian bếp như thế này thì anh cũng thấy hợp lý rồi đấy. Thì ý kiến của Xá với em Thím thì như nào? Anh thì
anh muốn nghe ý kiến của các em, bởi vì như thế này nhá, nhà là làm cho các em ở, nên là em muốn nghĩ anh nghe ý kiến của xá, và em Thím là người giúp đỡ anh từ đầu cùng với anh để hỗ trợ cho em xá, thì cũng muốn nghe những ý kiến của các em xem là như thế đã đủ hợp lý hay chưa. Đấy, cái này là bàn bếp nhá. Bàn bếp thì bên này thì mình sẽ lắp một cái chậu ở đây, thì sau này là cái chậu này sẽ là dùng để rửa rau, rửa bát, rửa các thứ đấy. Còn khu vực bên này thì nếu mà mình có chạn ấy thì sẽ là để chạn bát ở đây. Để chạm bát ở khu vực bên này thì nước nó sẽ chảy xuống và nó theo cái lối thoát nước này đi xuống dưới luôn, rất là tiện. Bàn bếp ga thì bao gồm là bàn để đặt bếp ga và bàn để chỗ để đặt chậu. Còn khu vực này là khu vực bếp lò. Bếp lò thì như anh cũng đã nói với chú bí thư là sẽ làm thấp hơn cái nền nhà này một chút. Thứ nhất là mình đun như thế này, cái cho mình đun nó không bị chảy ra bên ngoài. Với lại củi cái thứ mình đun nó sẽ cắm xuống và nó không bị ngửa lên. Nó khá là tiện. Vật liệu có đủ không? Còn thừa cái gì không? Thừa bộ đây. Xi có thừa không? Xi thì hết thừa tí tí đây. À, hết 10 bao mượn phìn về hết sạch luôn à? Đúng rồi. Bây giờ như thế này nhá. Cái xi của phìn ấy, anh em mình trả tiền cho nó được không? Chắc được anh ạ, bởi vì mình mua thì mình như kiểu mình nhiều công ty sản xuất ra thì mình... Không, vấn đề là nó đã chuyển từ dưới kia lên rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ tới này lần nào nó cũng lấy vật liệu thêm đúng không? Đúng rồi. Thì nhờ nó là mua hộ mình, rồi vâng. Mình sẽ trả tiền cho nó. Vâng. Như thế. Lần nào thì cũng như nhau thôi. Đúng rồi. Anh muốn dứt điểm như thế thôi. Vâng. Còn tùy thôi, theo ý kiến của em cứ hỏi nó xem là nó như nào. Vâng. Nếu mà anh ấy nhất trí thì mình sẽ trả tiền cho anh ấy. Thì vâng. Mình đỡ phải phức tạp. Vâng. Mua xi về giả cho anh thì anh nghĩ như nhau thôi. Đúng rồi. Giống nhau cả thôi. Vâng. Cái vấn đề là nếu mà xi của anh ấy thừa thì anh đỡ phải mua. Đúng rồi. Còn nếu mà đủ thì thiếu thì anh mua thêm cũng được. Đúng rồi. Lần nào cũng như nhau mà. Vâng. Xem là cái bồn cầu nhà vệ sinh các kiểu như thế nào. Đây là cửa nhà vệ sinh các bác nhé. Xây khá là cao vì là nhà vệ sinh mình phải làm cao hơn như thế này thì nước nó không chảy ra ngoài. Được rồi. Xong rồi thì hôm nào nghiệm thu xong, thanh toán tiền thợ xong thì anh em mình sẽ cùng nhau để làm lắp nước. Còn thừa không? Gạch ốp lát còn thừa không? Gạch ốp lát thừa. Xem nào. À, cái gạch này còn thừa nhiều thế cả. Vâng, vâng. Cái này để mai anh em mình làm cái bàn bếp ấy. Nhỉ? Vâng. Tiện đấy, xem là vừa không? Vâng. Nói chung là cũng chỉ làm qua tí thôi, anh em mình tự làm thôi. Vâng. Thợ bây giờ thì xong việc rồi. Vâng. Đây, hợp lý đấy này, vừa luôn xã. Vâng. Để như thế này là hợp lý đấy. Vâng. Nhỉ? Đấy. Em thử để dài xem đủ 2 tấm. À, không đủ. 1 tấm thôi. Thừa. Ừ. Làm để dài như thế này thôi. Ừ. Xong là khu vực mặt trong thì mình đắp thêm xi vào. Ừ. Cái này thì cần khoảng tầm một bao xi nữa đấy. Vâng. Ừ. Lên anh mua lên xong là anh em mình làm. Ừ. Cái này tự làm được mà. Vâng. Bây giờ thợ di chuyển về rồi thì mình cũng chả nhờ được ai đâu. Đúng. Như này thôi. Là nó khi mà em nấu nướng xong mình lau nó sạch sẽ. Đúng không? Đúng. Cái mặt này thì thường là mình bám mỡ với lại dầu ăn bám rơi vào đây rất là bẩn. Đúng. Mốc. Vâng. Rồi, bếp ok rồi đấy. Giờ đi vào nhà chính xem nào. Ừ. Trước khi đi vào trong nhà thì ghi hình cho các bác xem một khu vực bên ngoài một chút. Đấy, khu vực ngoài thì nhìn ở từ mặt tiền từ ngoài vào trong ấy rất là đẹp. Lùi ra bên kia để quay cho các bác xem rộng rộng một chút xem. Đấy, thứ nhất là ở bên trên thì có cái tét nước ở trên cái sân thượng. Gọi là trên sân thôi. Ở nhà này thì người ta đã làm sẵn rồi, anh em mình về chỉ biết sửa chữa thôi. Với cái độ chắc chắn của cái nền nhà này thì không phải lo rồi. Rồi, đi vào đi. Cái này sao đắp kiểu gì này? Em không làm à? Vâng. Sao lại làm kiểu này? Em bảo là ở dưới này nó đổ như thế thì ở dưới đấy nó lại không trúng máy. Thì em đắp kiểu này, ví dụ sau này dính cái thanh dắt xe đạp lên thì nó lại lên được. À, cũng được. Đây này, những cái này thừa thì đổ vứt đi thôi. Đây này, những cái vật liệu thừa này là hỗ trợ nhau để vận chuyển vứt ra ngoài thôi. Vâng. Vứt chỗ nào cho nó hợp lý nhá. Vâng. Vào trong nhà xem nào, nhà rất đẹp đấy các bác ạ. À, trong nhà thì cũng đã được lát gạch đầy đủ, tất cả các căn phòng. Rút tơ chưa? Đấy. Không thua thì mấy. Các bác ạ.
Nhà này thì khác với mọi nhà là lát trần tường rồi các thứ đầy đủ hết. Đấy. Vận chuyển thì không tránh được cái chuyện gạch nó vỡ đâu các bác. Đây này, có mấy viên vỡ thì anh cũng đã cho dấu vào trong này. Thì nó khá là hợp lý. Ở bên chỗ nhà hai chị em thì các thợ gần như không biết làm. Thành ra là để những viên gạch lộ ra ngoài thì rất là xấu. Những cái chỗ quan trọng, ví dụ gạch ở trong này thì mình có thể để những cái viên vỡ như này giấu vào đây. Đây cũng là một căn phòng. Căn phòng này sẽ là căn phòng của em Xá. Hai căn phòng ở hai bên sẽ là căn phòng của các cháu. Ngoài ra thì đây cũng là một cái căn phòng nữa. Vẫn tận dụng cái giường này hả Xá? Vâng. Cái giường cổ này thì theo em Xá, theo cái nhà này lâu rồi. Cái này là của cái nhà trước người ta làm. Thì là cái giường này là giường cũ của họ để lại thôi. Họ để lại cho mình thôi. Anh thấy vẫn còn tấm ván này sau trước không đập ra? Cái tấm ván này trước nó ngày xưa chủ nhà nó làm mà ngập vào sâu à? Ngập vào sâu xong là sợ mình đập ra thì nó lại ảnh hưởng đến cái tường ấy. Ừ. Thì các anh thấy những cái dây dựa đây này. Vâng. Bẩn quá. Dây này bẩn quá. Nên cắt thì sạch sẽ đi. Vâng vâng. Này là cái này là nguyên nhân của cái mạng nhện nó răng đầy ra đây. Đúng rồi. Cái giường này là giường cổ đấy. Vâng. Anh ấy để lại cho à? Vâng. Liệu có dùng được không? Dùng tạm được anh ạ. Dùng tạm được à? Vâng. Đấy các bác ạ, nhà em Xá thì rất là đẹp. Và Tuyến cũng ghi hình rất là nhiều ở căn nhà em Xá rồi. Hôm nay sẽ là tổng quát cho các bác xem một chút. Bây giờ anh em mình lên gác. Vâng. Cái thang này em có đi được không? Có anh ạ. Em thử đi cho các bác xem nào. Vâng. Ra thì di chuyển như thế này thì cũng khá là vất vả. Tuy nhiên thì em Xá vẫn di chuyển được. Ở đây do là thấp quá nên là phải kê thêm hai viên gạch. Hết ván chưa? Ván hết rồi anh ạ. Hết rồi, hết sạch à? Vâng. Ừ. Được bằng này thôi gì? Vâng. Cái này chắc chắn không? Có. Cái này đóng đinh à? Vâng. Cái chỗ này lúc nhiều bà con làm thì nó cũng chập nhưng mà như kiểu nó khô hẳn thì nó lại hở. Ừ. Bị hở xong là lồng phải lấy đinh rồi đúng không anh ạ? Đây này, có tấm nấm mọt. Đúng rồi. Nó mọt khá là nhiều. À. À. Hiện tại bây giờ thì vẫn còn một việc nữa các bác ạ. Tức là cái sắt này anh em được trước mua là để làm lan can. Nhưng mà do thời gian vừa rồi thì điện khá là yếu nên là em Xá với lại Duy Liễu ở đây là không làm được đúng không? Vâng. Hay như nào mà Duy Liễu không làm? Chú Duy bảo điện yếu xong là không hàn được à? Vâng, khó hàn được. À. Vâng. Cũng khó nhỉ. Vâng. Thôi thì tạm thời để đây đã. Vâng. Xem như nào đã. Vâng. Anh em mình cứ làm xong và tổng kết hết tất cả đã. Vâng. Trước thì anh có mua thêm cho em là 5 hộp gạch. Đúng rồi. 5 hộp gạch lát nhé. Vâng. Cộng với là một hộp gạch chân tường. Vâng. Và 10 bao xi. Vâng. Là em đi mượn nhà phìn đấy. Đúng rồi, nhà. Mượn thêm nhà phìn là 10 bao xi các bác. Vâng. Thì anh em cũng đang cố gắng để hoàn thiện nốt và chi trả thanh toán hết tất cả những cái chi tiêu trong căn nhà để trả hết cho người ta đã. Sau đó còn thừa bao nhiêu thì anh em mình sẽ tính đến làm cái này. Làm cái này thì bắt buộc sẽ phải thuê thợ. Cái điện nhà này ấy, thì trước người ta kéo là kéo ở tận đâu hả Xá? Kéo ở tít trong làng anh ạ. À, tít trong làng là cái làng ngoài cùng kia hả? Đúng rồi, cái làng ngoài cùng. Ờ. Vâng. Thế dây về đây thì là cả làng chung một dây hay là mỗi người một dây? Mỗi hội hai dây nhưng mà cái dây là trước là chắc là chủ nhà nó không có điều kiện xong là mua dây rẻ tiền đấy. Tức là mỗi nhà khác chuẩn bị một dây kéo từ bên kia về đây? Đúng rồi. Wow, thế thì hơi phức tạp nhỉ. Sao cả làng không góp tiền vào xong mua một cái dây to xong ra đây làm một cái trạm? Vâng, cũng xong là tách ra từng hộ một điện nó có phải khỏe hơn không? Nếu mà chung như thế thì khả năng sẽ khỏe hơn đấy. Ừ. Nhưng mà trước thì như kiểu điện vừa về với lại chắc là bà con nó không có điều kiện nữa. Ừ. Xong là khác người khác mua dây bé thôi anh ạ. À.
Nước này thì chịu khó nhé, thi thoảng phải vệ sinh nhé. Vâng. Hôm nào anh em mình sẽ lắp ống nước thì anh cũng mua về hết rồi. Vâng. Để đâu cho anh rồi? Em để nhờ cái chuồng ở dưới này. Ừ. Còn mấy cái sắt kia của mình hay của ai? Cũng của anh mua lên ạ. Ừ. Hôm nào cho lên đây nhá, cho lên hết lên đây. Vâng. Cho hết lên đây để anh làm tới này là anh em mình làm lan can. Vâng. Để dưới kia nó hỏng hết đấy. Vâng. Với lại ống nước thứ để gọn mà, để tránh trẻ con nghịch. Vâng. Các thứ nó hỏng nhanh lắm. Đúng rồi. Cái đồ tránh được trẻ con thì tránh, trẻ con thì mình cũng không có trông được chúng nó đâu. Thôi đi vào nhà đi. Vâng. Đấy các bác ạ, nhà thì rất là đẹp rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, anh chị Phú Bùi, chị Liên Nguyễn và cộng sự, cộng với lại tất cả các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đã cố gắng giúp đỡ cho em Xá, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khó khăn về mọi mặt, từ cuộc sống, gia đình và việc đi lại. Cái này trước khoan kiểu gì mà vỡ hết này? Trước khoan dâu cắm vào đây phải không? Vâng, khoan dâu để cắm khăn. Sắt đóng sắt bên này đấy. Mái thì Tuyên cũng có nhắc Duy Liễu là bắn làm sao để nó chắc, bởi vì là nhà này thì so với các cái nhà khác là nó hơi cao đấy, cái chiều cao của nhà hơi cao, nó cao hơn so với cái mặt bằng chung của cái đồi núi này này. Thì ví dụ cái sức gió của nó khi mà có gió hay là có bão xảy ra thì cái mái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Do vậy là Tuyên yêu cầu là Duy Liễu phải bắn thật nhiều dâu để đảm bảo được cái sắt và cái mái này nó phải giữ thật chắc. Thôi đi xuống đi. Xuống đi, xuống trước đi. Từ từ thôi nhé. Vâng. Với cái tốc độ và cái công trình sau khi mà hoàn thiện thì các em thấy thế nào? Cảm nhận từng người một, phát biểu tí xem nào. Vâng, theo như em theo dõi hài lòng không? Em rất là hài lòng cho độ thở này. Vì nó làm thì cái tay nghề nó làm cũng cao và cái thời gian làm thì nó cũng tốc độ rất là nhanh. Vâng. Nó làm thì nó khóa hẳn như thế này, nó làm tối đứng nghỉ một chỗ đi. Thậm chí đông lúc thì 7-8 giờ mới nghỉ anh ạ. Ừ. Vâng. Hôm nọ anh em có chia sẻ là có những hôm làm đến tận 1 giờ 2 giờ sáng thì vâng, cái đêm mà là... đêm mà út lát ấy, làm tận 2 giờ sáng. Ừ. Em có tính được là các anh em thợ làm từ đầu đến giờ là hết khoảng bao nhiêu ngày công không? Em thì em cũng chả tính, nhưng mà nghe anh mua thợ xây anh kể là các anh làm được 15 ngày, tính riêng công là 15 ngày. 15 ngày là vâng. Bao nhiêu người làm? Bảo có ngày 4 người, có ngày thì 5 người. Vâng. Những ngày đầu là hình như là 6 hay 7 người đấy. Đúng rồi. Khá là đông. Với lại như thế này các bác ạ, không thể tính ngày công được, bởi vì là anh em thợ người ta làm thì làm thâu đêm, thâu trưa, nên là họ không có giờ nghỉ, họ làm là họ làm cật lực, làm hết mình. Vâng, đúng rồi. Làm đẩy nhanh tốc độ. Ừ. Cơ bản là vật liệu của mình cung cấp từ đầu là không đủ. Ừ. Với lại tính cái vấn đề chênh lệch vật liệu nó hơi xa nhau, thành ra là nó không cung cấp đủ cho anh em làm trong một lúc luôn, tức là làm một lèo là làm xong luôn ấy, thì là không đủ cung cấp. Ừ. Đấy. Còn em Thím có cái gì phát biểu không? Cảm nhận của em thế nào khi mà nhìn thấy cái nhà em Xá đẹp như thế này? Và thời gian em sống cùng với anh Xá ở trên kia, còn bây giờ anh Xá đã về đây rồi thì em cảm nhận của em như nào và cái cảm xúc của em như nào hiện tại bây giờ? Vâng, thưa anh là em thì em cũng rất là vui anh Xá có được một căn nhà đẹp để sống, thì không phải sống như trước kia ở trên nhà em nữa, nên là em rất là vui cho anh. Em cũng không có gì nhiều mà em cảm em cũng không có gì nhiều. Tại trước kia ở trên kia thì anh ấy sống ở trên đấy thì căn nhà không được đàng hoàng, thì cũng chỉ là một cái chuồng gà, một cái nhà bếp thôi. Nên là bây giờ anh có một căn nhà đẹp hoàn thiện thì em cũng rất là vui cho anh ấy. Và em cảm nhận là anh ấy sống ở trên đấy thì không còn anh ấy sống ở trên đấy cùng nữa, nên là như ở trên cả trên đấy là
vắng hẳn luôn. Vắng, vắng hẳn luôn. Không, bây giờ thì không... anh em mình sẽ không chia sẻ sâu về cái đó nữa, anh em mình sẽ chia sẻ là căn nhà và cái cảm nhận của em sau khi mà em nhìn thấy các anh em thợ làm thì và em bước vào nhà thì cảm xúc của em như thế nào, nhà có đẹp hay không, và có những cái chỗ nào chưa hài lòng, chỗ nào chưa đẹp em có thể góp ý cho các anh chẳng hạn thì cũng được. Đúng không Xá? Em thì em rất là vui. Bước vào căn nhà thì em thấy căn nhà là rất là đẹp. Em cũng không có chỗ nào là em thắc mắc là không có, là em không có chỗ nào là không đẹp. Thì chỗ nào cũng đẹp, cũng rất là vừa mắt anh ạ. Nói chung là cũng là sự cố gắng của ba anh em sau một thời gian dài. Có những cái sự tiếp tay hỗ trợ của ba anh chị và quý khán giả. Tiếp sức động viên, có những cái sự hỗ trợ kịp thời để cho ba anh em có được thêm những cái động lực giúp đỡ cho em Xá hoàn thiện căn nhà khang trang, sạch sẽ và đẹp như thế này. Cơ bản từ lúc đầu thì anh em tính cũng chỉ là sơ qua thôi, gọi là sửa chữa sơ qua một chút là anh em vào ở thôi, ba bố con ở thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà tiến hành làm thì cũng chia sẻ khá là nhiều thước phim và nhận được sự yêu ái và yêu thương của các mạnh thường quân, thì cô bác anh chị đã không ngừng hỗ trợ cho em Xá để hoàn thiện những cái hạng mục cơ bản. Tuyên thì cũng không biết nói gì hơn, đây là căn nhà thứ tư Tuyên sẽ sớm bàn giao cho em Xá. Cũng cảm ơn tất cả cô bác anh chị và các mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành cùng với Tuyên để giúp đỡ cho Tuyên trong thời gian vừa rồi. Các bác các chú giúp đỡ về góc độ kênh thì Tuyên cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là mừng khi mà các em cuộc sống được cải thiện và cuộc đời của các em được thay đổi, thì đây cũng là một trong những mục tiêu tất cả các kênh, tất cả anh em đi làm thiện nguyện thì cũng mong muốn là các em sau khi có nhà thì các em sẽ tập trung vào phát triển kinh tế, và đặc biệt nữa là để thay đổi cuộc sống của các em thì không một ai khác làm thay đổi các em cả. Tự các em thay đổi cuộc sống của các em thôi. Đặc biệt là các em sẽ phải tạo điều kiện cho các con được đi học. Đấy. Một trong những cơ hội lớn nhất để thay đổi cuộc sống của bà con vùng núi thì không ngừng đi học mà tạo điều kiện cho các con đi học để có thể có cơ hội vươn mình ra thế giới bên ngoài, để tìm những cái cơ hội, để tìm những cái sự mới mẻ. Sau này thì các con, các cháu mình sẽ được cải thiện về cuộc sống. Bây giờ thì em Xá và em Thím sẽ gửi lời cảm ơn tới tất cả cô bác anh chị và tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với ba anh em để giúp đỡ cho em Xá. Được đến ngày hôm nay thì có lẽ là công lao lớn nhất vẫn là của các bác các chú. Bản thân Tuyên cũng chỉ là cầu nối, cũng như là những người gián tiếp hỗ trợ cho trực tiếp hỗ trợ cho em Xính, em Xá. Những người giúp đỡ, những người hỗ trợ đó chính là mạnh thường quân và các nhà hảo tâm mới là những người đang làm thiện nguyện. Còn anh em hay là tất cả các kênh đi làm thiện nguyện thì mang tính chất là cầu nối, mang tính chất là những người đứng ra để lấy lòng tin từ các cô, các bác, các mạnh thường quân để các bác trao cho tình yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn để các em có được cơ hội thay đổi bản thân mình. Cháu thật sự cháu cảm ơn tất cả các bác, các cô, các chú rất là nhiều. Có cái căn nhà như ngày hôm nay là nhờ tất cả các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân hỗ trợ thôi. Thì cháu không có gì, cháu gửi lời chúc mọi người thì khỏe mạnh và là ăn là nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Em xin hướng với tất cả các bác, các cô, các chú và các anh, các chị, các mạnh thường quân là sau khi có cái căn nhà để mà sinh hoạt rồi thì em xin hứa sau này em sẽ cố gắng cho bé Thành với lại bé Dính đi học để sau này lớn lên để trưởng thành thì nên người, với lại cố gắng để phát triển kinh tế cho gia đình. Cháu thật sự cháu được căn nhà như ngày hôm nay là cũng là nhờ tất cả các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân hỗ trợ, đặc biệt và người mà đặc biệt nhất là đó là anh Tuyên, anh đã cầu nối và anh đã đền lại những cái tấm lòng học tâm rồi là những cái sự yêu thương để mà hỗ trợ cho em được cái căn nhà xinh sạch đẹp như ngày hôm nay. Thì em xin hứa em sẽ sau này có cái căn nhà ở sinh hoạt được thì sẽ cố gắng phát triển kinh tế và cố gắng cho hai
hai đứa con để đi học, để sau này lớn lên thì mới trở thành người. Và xin hứa là sẽ không thể nào quên được những công lao của anh Tuyên, rồi là của tất cả các bác, các anh, các chị và các mạnh thường quân. Anh cũng chúc mừng Xá nhé. Có căn nhà này rồi thì anh nghĩ là em cũng sẽ có thêm được những cái động lực và những cái năng lượng tích cực dành cho bản thân em và các con. Để hỗ trợ cho các con một cái năng lượng tích cực thì bản thân em phải mạnh mẽ, bản thân em phải cố gắng nhiều hơn những người bình thường khác. Bình thường người ta làm một việc thì em sẽ phải làm 10 việc thì mới bằng người ta được. Do vậy là anh muốn là em có được món quà này rồi thì cũng đừng mang nó, lấy cái món quà này đem ra ngoài xã hội để khoe khoang rồi là này kia. Tức là mình có nhà nhưng mà cuộc sống của mình vẫn vậy. Đúng rồi. Em hiểu không? Đúng rồi. Có căn nhà rồi, nó chỉ cho mình chỗ để tránh mưa, tránh nắng thôi. Đúng rồi. Chứ nó không làm tôn vinh lên cái vẻ đẹp của mình, hay là không tôn con người mình lên một cái tầng cao mới. Đúng rồi. Cho nên là mong muốn các em là khi có nhà rồi thì có chỗ đi ra đi vào rồi thì tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước, xây dựng quê hương nhà mình. Để làm sao mà sau này các con, các cháu mình không phải rơi vào cái hoàn cảnh đói nghèo. Đấy. Mong muốn là như vậy thôi. Bây giờ thì em Thím sẽ là người phát biểu một chút, bởi vì là xưa nay ấy, thì em Thím là người đồng hành cùng với em Xá khá là dài. Mang tính chất là anh em thôi, có ba anh chị nhé. Thì trước thức phim Tuyên cũng đã nói rồi, đây là hai con người đã từng trải qua những cái thời kỳ khó khăn, giúp đỡ nhau, cùng nhau vươn lên. Xin chào tất cả các cô, bác, anh chị em. Và cháu cảm ơn tất cả các cô, các bác, các anh chị em và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rất là nhiều. Và cũng cảm ơn anh Tuyên rất là nhiều. Anh Xá được ngày như được có căn nhà đẹp như ngày hôm nay thì cũng là do công ơn của các cô chú, anh chị và các bác và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Nhờ các cô chú mà anh Xá mới có được căn nhà đẹp như ngày hôm nay ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Tuyên rất là nhiều. Anh đã không ngại đường xa xôi, đường lên nhà mà bọn em thì nhà anh Xá thì rất là khó lên, nhưng mà anh đã không ngại đường xa, đường khó. Anh đã lên để giúp đỡ anh Xá được rất là nhiều để anh có những ngôi nhà như hôm nay, để anh không phải sống như những ngày trú mưa trú nắng như những ngày xưa nữa, nên là em rất là vui và rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Có lẽ là căn nhà này thì mình sẽ phải cảm ơn những người góp công góp sức nhiều nhất, đó là anh chị Phú Bùi và chị Liên Nguyễn, cộng với lại anh Tommy, rồi rất nhiều các mạnh thường quân khác nữa. Thì tới này khi mà Tuyên kết thúc chương trình nhà em Xá, bàn giao nhà cho em, thì Tuyên sẽ nhắc tên tất cả các mạnh thường quân, cho dù là YouTube có chính sách là cấm đưa thông tin lên. Tuy nhiên thì vì là sự biết ơn cũng như là để ghi nhớ công lao của các bác đã trao đến cho em Xá, thì Tuyên cũng sẽ có những cái động thái nhất định để có thể gửi lời cảm ơn tất cả các bác, các cô, các chú. Hy vọng là các bác, các chú sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Tuyên để hỗ trợ cho em Xá về vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, để giúp đỡ cho em được qua cuộc sống hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã trao cho em Xá một ngôi nhà rất là đẹp. Còn bây giờ thì anh em mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những thước phim tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.